Xin chào cô chú và anh chị đã quay lại kênh Nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang. Lời nói đầu tiên, em kính chúc quý anh chị có ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc bên những người thân nha. Hôm nay em về ấp Dầu, xã Đông Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang để giới thiệu cho anh chị xem một thửa đất vườn có tổng diện tích là 310 m². Trước tiên thì em xin giới thiệu về con đường đi cho anh chị và cô chú nắm thông tin rõ hơn. Anh chị rẽ trái là di chuyển ra đường tỉnh lộ 876 khoảng là 1 km, và cũng trên con đường tỉnh lộ 876 anh chị rẽ phải là di chuyển ra quốc lộ 1A khoảng là 3 km. Anh chị rẽ trái là di chuyển về trung tâm hành chính của xã Vĩnh Kim khoảng là 2 km nha. Ở đây thì có điện nước, wifi có đầy đủ, và khu dân cư, nhà cửa ở rất là đông đúc, rất là thích hợp cho anh chị cất nhà ở hoặc là lập vườn trồng cây ăn trái. Và ở đây thì cũng có đầy đủ tiện ích như là chợ, trường học, ủy ban, ngân hàng. Anh chị cách khoảng là 2 km đổ lại thôi. Và từ đoạn đường ấp Văn Hóa, ấp Dầu, anh chị di chuyển vào tới thửa đất khoảng là 200 m nha. Con đường này thì anh chị chỉ di chuyển là đường xe gắn máy thôi. Ô tô thì anh chị đậu bên ngoài đường ấp Văn Hóa, ấp Dầu. Nếu anh chị ở thành phố Mỹ Tho di chuyển về đây khoảng là 15 km. Anh chị ở thành phố Hồ Chí Minh di chuyển về đây khoảng là 80 km nha. Em mời cô chú và anh chị di chuyển vào bên trong xem và tham khảo vị trí thửa đất mà hôm nay em giới thiệu anh chị nha. Rồi, em đã di chuyển tới vị trí thửa đất mà hôm nay em giới thiệu anh chị nè. Diện tích ngang là 11m20 và có chiều dài là 23m. Đất ở phía sau nở hậu ra là 18m90. Đất này thì rất là thích hợp cho anh chị cất nhà hoặc là lập vườn trồng cây ăn trái nha. Để em di chuyển qua, em quay tổng quan thửa đất cho anh chị và cô chú mình tham khảo luôn. Đất này thì nằm ngay vị trí hai mặt tiền đường nha anh chị. Xung quanh thì có gào B40 hết rồi. Anh chị có mua thì cũng yên tâm về vấn đề là ranh giới. Hiện gia chủ đang kêu bán với giá là 260 triệu. Nếu anh chị có nhà ý, anh chị cứ liên hệ bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang. Bên em sẽ có nhân viên để dẫn cho anh chị và cô chú trực tiếp xem thửa đất này và anh chị gặp chính chủ luôn. Đất này thì tương đối cao ráo và bằng phẳng. Xung quanh thì đất rất là sạch sẽ, không có màu mã nha anh chị. Khu vực này thì có điện nước, wifi có đầy đủ, và khu dân cư, nhà cửa ở rất là đông đúc, rất là thích hợp cho anh chị cất một ngôi nhà và lập một cái vườn trồng cây ăn trái. Cuối tuần thứ bảy và chủ nhật anh chị về đây thì em thấy cũng rất là phù hợp luôn nha. Để em mở cái la bàn lên cho anh chị và cô chú mình xem thông tin ha. Đất này thì hiện tại đang quay về hướng đông nam nha anh chị. Để em di chuyển qua bên đây, em chỉ ranh giới cho anh chị xem luôn. Anh chị ở thành phố Mỹ Tho di chuyển về đây khoảng là 15 km. Anh chị ở thành phố Hồ Chí Minh di chuyển về đây khoảng là 80 km nha. Bên em thì cũng có nhận ký gửi mua bán nhà đất
và thiết kế xây dựng công trình hỗ trợ cho anh chị san lấp mặt bằng, xây nhà vườn lên thổ cư. Nếu anh chị có nhu cầu, bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang sẽ hỗ trợ cho anh chị và cô chú đủ điều kiện luôn. Thửa đất mình rất là đẹp luôn nha anh chị, nằm ngay vị trí góc hai mặt tiền. Trên đất thì hiện tại gia chủ trồng một số dừa và một số tắc. Hiện gia chủ thì cũng đang cuốn nền rồi đó anh chị. Hiện gia chủ thì cũng đang rất là kẹt tiền, nên cũng rất là cần bán gấp. Nếu anh chị có thấy phù hợp thì anh chị có thể mua để ở hoặc là đầu tư để sinh lời ha. Để em tiến sâu vào bên trong, em quay cụ thể chi tiết thửa đất cho anh chị mình xem thật là kỹ luôn. Bên đây thì hiện tại gia chủ đang trồng tắc, bên hông thì gia chủ chỉ trồng một số dừa. Mỗi góc thì gia chủ đều cắm trụ hàng rào hết rồi nha anh chị. Đây là cái không gian mà gia chủ đang dự định để cất nhà nè anh chị. Đó, do tình hình dịch thì gia chủ đang cũng rất là kẹt tiền, nên không có tiền để xây sở cất nhà, nên gia chủ muốn bán với giá là 260 triệu. Nếu anh chị có nhà ý xem thửa đất này thì anh chị cứ liên hệ bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang, bên em sẽ dẫn cho anh chị mình xem trực tiếp thửa đất này ha. Khu vực ở phía sau thì nở hậu ra là 18m90, phía sau thì cũng có rào hết rồi, anh chị có mua thì cũng yên tâm ha. Em cũng xin nhắc lại thông tin địa chỉ cho anh chị và cô chú nắm lại một lần nữa. Hiện em đang đứng ở ấp Dầu, xã Đông Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang để giới thiệu cho anh chị xem một thửa đất hai mặt tiền. Diện tích mà hôm nay em giới thiệu anh chị tổng diện tích là 310m², ngang là 11m20 và có chiều dài là 23m. Phía sau nở hậu ra là 18m90. Trên đất thì hiện tại gia chủ đang trồng tắc và một số dừa, và gia chủ thì cũng đã cuốn nền sẵn hết rồi. Về thì anh chị có thể cất nhà ha. Hiện gia chủ đang kêu bán với giá là 260 triệu. Giá này thì gia chủ có nói chỉ bớt tí lộc thôi. Nếu anh chị có thấy phù hợp thì anh chị có thể mua hoặc là anh chị xem tham khảo ha. Thửa đất này cách quốc lộ 1A khoảng là 5 km và cách đường bê tông ấp Dầu khoảng là 150 m thôi. Con đường ở phía trước đất rộng khoảng là 2,5 m. Anh chị chỉ di chuyển là đường xe gắn máy hoặc là xe ba gác thôi. Ô tô thì anh chị cách khoảng là 150 m. Ở đây thì có điện nước, wifi có đầy đủ. Khu dân cư, nhà cửa ở rất là đông đúc, rất là thích hợp cho anh chị cất nhà hoặc là lập vườn trồng cây ăn trái. Ở đây thì dùng nước ngọt quanh năm, không có bị nhiễm phèn hoặc là bị nhiễm mặn. Và ở đây thì cũng có đầy đủ tiện ích như là chợ nè, trường học, ủy ban, ngân hàng. Anh chị cách khoảng là 2 km đổ lại thôi. Cuối video em cũng xin chân thành cảm ơn quý anh chị đã đăng ký và ủng hộ kênh của em trong suốt thời gian qua. Nhớ ủng hộ em một lượt like, một lượt đăng ký, một lượt chia sẻ sẽ là động lực giúp cho kênh của em ngày càng hoàn thiện hơn. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video. Hẹn gặp lại quý anh chị ở những phần video tiếp theo nha.